Hello, xin chào năm cho anh em đã quay trở lại ở channel của mình. Hôm nay em lại đi câu cá ạ. Này có thằng em bảo cho y test mồi ủ chuông ấy, nó ủ được 2 tuần rồi. Đấy. Đợi mãi chưa hết đâu rồi. Đấy. Nhờ nó mua thêm hai quả tút mấy quả ngọn ngọn phao tí cắm ngọn phao này. Đấy, ủ được này cũng chuyên nghiệp quá, nhìn nó ủ này. Ủ được 2 tuần rồi. Đấy. Này cho đi test thử nhé. Xem có ngon không. Này tí thể cắm vào ngọn phao lục con này. Đấy, cái tút này đẹp hơn cái tút nó nọ của em. Mẫu cũng đẹp. Rồi, anh em nhờ đến vị trí câu nhé. Đây, hôm nay sẽ đánh lục ở vị trí này các anh nhé. Thì mọi lần em vẫn ngồi ở bên kia. Đấy, em đánh sang bên này. Này em sẽ đổi ngược lại, sẽ ngồi bên này. Đánh sang bên này cho các bác xem nhé. Đấy, đổi cảnh một chút nhé. Này hôm nay hai anh em đi câu trên con kênh các bác nhé. Đấy, thằng em nó đang cờ giữa chân máy quay này. Mồi ủ đây. Ê, mồi ủ đậy hẳn trong cái hộp của bác này. Đậy nắp luôn, rất là kín, dẻo. Này nó qua nhà em mấy lần này mới nào gọi là dẻo này, không một lần thì không dẻo được. Đấy. Chỉ hai anh em đi câu này rất là đẹp bác nhá. Đấy, chứ còn kênh. Hôm nọ em ngồi ở góc bên kia, em quay sang, này em ngồi góc ngược lại bác nhá. Có mấy chợt còn cháp tương đối to. Này sang phục thù mới được gọi em nào này. Thế bên đằng sau kia là cánh đồng. Rồi bây giờ em thay cái ngọn phao đó các bác ạ. Đây câu này, thay cái tút phao mới. Thế này nó chuyển lại tút phao mới này. Thay vào cái ngọn này xem cho nó có may mắn hơn được. Hôm nay cánh hoa em không sơn. Cánh không sơn này em chơi luôn màu nọ. Đấy, các bác nhìn được cái nha, cái này nữa là chân xoáy đấy, nên là cái tút này mình gắn vào rất là chắc, nó mình giật nó không bung ra đấy, tương đối là đẹp. Cái quả phao 2000 bác nào mà đi câu thì thích thay đổi ngọn đấy thì làm cách như của em rất đơn giản mà màu cũng đẹp. Chung anh em đi câu cũng chỉ cần thay cái ngọn phao ấy, còn đâu là cái quả phao dưới thì chắc là không bao giờ cần phải thay rồi. Đó. Này em sẽ đánh tứ các bác nhá. Đánh tứ này. Đây ở ngoài thì đa phần nó chỉ có rô phi thôi. Đấy thằng này nó vừa đặt cái cắn luôn này. Đấy kìa, lấy. Đấy. Ôi đấy đấy đấy, giời ngon ngon thằng. Thằng này ngon rồi. Con gì đấy, con gì đấy? Rô phi. Rô phi. Bắt đấy con này nữa. Đấy em đánh lấy tứ các bác nhá, lấy tứ vằm hàng sâu. Okay. Đó thì hôm nay em sẽ đánh bó mồi anh em nhé, đánh bó mồi. À, bó mồi anh em mà có cái nồi xoắn bút đấy, anh em cho nó vào lưỡi này. Đó. Đấy, đây là kiểu đánh bó mồi thì mình cái nhược điểm của nó là không bắt được cá to, nhưng mà cái ưu điểm là các bác không phải đi thẩu cả. Đấy thẩu thì những nơi nào có cá to bắt được, mà chỗ này của em thì hiếm cá to lắm. Cá to thì có nhưng rất là hiếm. Đấy, cá to thì có rất là hiếm anh em nhé. Nên là hôm nay sẽ chơi bó mồi, bắt rô phi là chính, mà rô phi ở đây cũng toàn con to thôi, không có nhỏ đâu. Cái quan trọng là em đi câu là chủ mục đích chủ yếu là quay phao các bác xem là sướng rồi đúng không? Rồi, giờ em sẽ thả mồi nhé. Này lấy mồi thằng cu em này. Đấy anh em nhìn thằng này là mồi rất là dẻo. Chưa lấy nát rồi nhỉ. Anh em nhìn mồi rất là dẻo này. Tương đối là dẻo luôn. Để chơi cái lò xo này. Cắn ngay à? Nó đang kêu mồi nó nhạy quá cắn ngay. Đấy các bạn này. Đấy thế này là thả được rồi. Đấy. Này là ok. Các bác cũng có thể thả thêm một ít xuống kiểu mình làm ổ đấy. Để cho cá tụ lại xong là hắn đánh bó mồi cũng được. Đấy. Em đi câu này đặc biệt là lúc nào em thấy mà
Kiểu mồi nó tụ lại nhiều đấy, mình câu khoảng 1-2 tiếng thì cá nó vào đều, mỗi là cá vào đều. Lúc mới đầu thì cá nó chưa vào vào nhiều lắm. Ui. Ok, còn lá cuối ấy. Này đánh gần bờ thôi, bỏ mồi đánh đục phi thì cũng không, không còn là đánh sau bờ thì cũng mệt rồi. Đó. Đập luôn. Mấy đục phi còn lại tinh ăn lắm. Chết không? Tiểu ý nhỉ? Ừ. Chết chào rồi, tao mất con phào này anh em ơi. Phí thế nhỉ? Vừa xoáy còn tút nó còn nóng quá, giật phát nó bùn nó mất. Còn chưa thôi. Đây rồi. Mẹ này. Đổi quả ngọn phào ấy nào bằng luôn nhỉ? Nhá, đổi quả ngọn phào ấy bằng cá bằng luôn. Đâu. Cũng sọt. Đấy. Tín hiệu của phi. Thổ phi. Đúng rồi, thay của phao nó có khác. Thay của ngọn phao đánh nhạy hẳn quá. Máy này nó cứ tự động nín hết. Thay quả ngọn phao lên cá ngay. Đấy. Thay quả ngọn phao lên cá ngay. Đấy. Còn rô phi. Toàn rô phi anh em này. Ôi, đóng xin táo. Bỏ ngay. Dậy này quá. Ai. Anh em nhìn tín hiệu Rufi nó giật trong buồn cười chưa. Úi giời. Nhỏng. Mày dễ gần gỡ. Càng dễ càng chết.
Ôi. Tín hiệu rô phi nó dập cho buồn cười. Đấy. Bỏ ngay. Toàn rô phi con. Nó gặp đàn. Gặp đàn. Gặp đàn. Úi giời, ai à, ai à. À. Hai bên mồm luôn. Móc hai bên mồm luôn. Khâu mồm, gọi là khâu mồm. Không đi ra để máy của anh, nó đang đứng máy quay ngoài kia đứng.
tín hiệu rô phi. Ui da, đù, à, mất mới đầu ấy. Mất mới đau ấy. Ê, mới đau đầu. Thôi, về rồi các bác ơi. Này, mồi đánh còn chưa hết này. Này trời lạnh quá, nó không cắn mấy, toàn rô phi này. Đây này được mấy con. Mấy em rô phi. Toàn rô phi này. Há hốc mồm này. Ôi chào, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Subscribe vào YouTube này.